Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn Bộ Quốc phòng Mỹ. Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Bộ trưởng Leon Panetta nhằm mở rộng mối quan hệ và hợp tác quốc phòng với Việt Nam theo những nội dung đã được ký kết giữa hai nước. Trong đó, chú trọng đến các nội dung đánh giá việc triển khai bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011 trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên cũng sẽ thiết lập các cơ chế đối thoại thường xuyên cấp cao trong lĩnh vực an ninh hàng hải, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, các hoạt động bảo vệ gìn giữ, hỗ trợ nhân đạo cũng như cứu trợ thảm họa. Ngay sau buổi hội đàm, hai bộ trưởng đã thông báo kết quả buổi làm việc giữa hai đoàn. Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết, hai đoàn đã đạt được nhất trí cao, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như trao đổi, tìm biện pháp thúc đẩy thực hiện bản ghi nhớ hợp tác song phương, bàn các vấn đề về hợp tác tìm kiếm cứu nạn, gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Ông Leon Panetta cũng cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ nhiệt tình của Việt Nam trong quá trình tìm kiếm và hồi hương các hài cốt của quân nhân Mỹ trong chiến tranh. Ông Leon Panetta cho biết, Hoa Kỳ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để cùng với Việt Nam thúc đẩy các mục tiêu cũng như mục đích chung đạt được kết quả cao nhất. Tin tưởng, hai nước không chỉ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Hoa Kỳ, mà còn cho cả nhân dân của các nước châu Á-Thái Bình Dương. Hai bộ trưởng cũng trao cho nhau các kỷ vật của quân nhân Hoa Kỳ và quân nhân Việt Nam bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chủ nhiệm chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đã tổ chức lễ meeting và hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2012, ngày 5 tháng 6. Ngày Môi trường Thế giới năm 2012 mang chủ đề Kinh tế xanh có vai trò của bạn với ý nghĩa. Để xây dựng nền kinh tế xanh, cần suy nghĩ lại về cách phát triển kinh tế nếu muốn tạo ra một tương lai tươi sáng. Quan trọng hơn, chủ đề này nhấn mạnh chính bạn là một yếu tố quan trọng góp phần cho sự thành công của nền kinh tế xanh. Bạn là người tham gia quá trình đánh giá các bước thực hiện của chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội và cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban chủ nhiệm chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, hướng dẫn mặt trận các địa phương trong cả nước huy động các tầng lớp nhân dân, thể hiện hành động cụ thể ở hàng nghìn khu dân cư, đặc biệt là ở các khu dân cư đang xây dựng mô hình, lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới vào sáng nay tại Quảng Ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội thảo Kinh tế xanh và phát triển bền vững. Việt Nam thuộc nhóm các nước đang phát triển với tốc độ phát triển kinh tế nhanh. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Phát triển kinh tế phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, phát sinh nhiều chất thải gây ô nhiễm môi trường. Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức khi phát triển kinh tế xanh. Quan niệm về cái khái niệm về kinh tế xanh cũng còn ý kiến khác nhau. Cái thứ hai là chúng ta phát triển nền kinh tế trong thời gian qua chủ yếu là dựa vào khai thác tài nguyên, gọi là nền kinh tế nâu. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang nền kinh tế xanh ấy, thì chắc chắn sẽ gặp những khó khăn nhất định. Rồi công nghệ sản xuất chúng ta của các doanh nghiệp hiện nay rất lạc hậu, cũ kỹ, và chúng ta được xây dựng trong thời kỳ bao cấp. Vì vậy, nó cũng sản xuất ra rất nhiều chất thải và tiêu phí rất nhiều năng lượng. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ quan điểm về cách tiếp cận kinh tế xanh ở Việt Nam trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường, đề xuất các giải pháp về huy động nguồn lực đầu tư trong phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam. Để tận dụng những tiềm năng vốn có về tài nguyên thiên nhiên, việc lựa chọn và hướng tới xây dựng mô hình phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam là điều cần thiết và cần đưa ra lộ trình cụ thể phát triển kinh tế một cách bền vững. Dưới góc độ quản lý môi trường cũng như là qua cái nghiên cứu ấy, thì tôi cho rằng muốn phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trước mắt phải tập trung vào cái ngành công nghiệp và nông nghiệp, bởi vì nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại đất nước, cũng như là nước ta là nước nông nghiệp, thì tập trung vào hai cái trụ cột chính này thì chúng ta có thể là phát triển kinh tế rất tốt. Và trong hai cái lĩnh vực này thì chúng ta tập trung vào cái phát triển cái công nghệ rồi sản phẩm thân thiện môi trường và tiêu dùng bền vững, tiêu dùng xanh. Nếu chúng ta dùng cái khái niệm về tăng tốc học để mô tả đấy, thì phát triển bền vững là một tập hợp lớn, và trong đó có chứa một cái tập hợp nhỏ hơn, đó là phát triển nền kinh tế xanh.
và cái khái niệm về tăng trưởng xanh đó là một tập hợp nhỏ hơn nữa ở bên trong. Cái đó là một cách tư duy mạch lạc để chúng ta định vị cái nào nó ra như thế nào. Và để giải quyết được những chuyện như vậy đó thì chúng ta phải có một loạt các cái biện pháp tác động trong cả ba đoạn, là từ cái đầu vào, cái là input, và cái khúc giữa tức là cái quá trình sản xuất và tiêu thụ, nó gọi là throughput, nó là cái đầu ra. Các chuyên gia cũng cho rằng có thể đưa ra ba trụ cột chính để giúp Việt Nam chuyển sang nền kinh tế xanh. Trước tiên là phải đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển các ngành kinh tế dựa trên hệ sinh thái tự nhiên và phát triển ngành công nghiệp môi trường và dịch vụ tái chế. Với ba trụ cột này, cộng với đầu tư đề xuất là khoảng 2% GDP hàng năm, thì có thể sớm chuyển nền kinh tế của chúng ta sang nền kinh tế xanh đi theo đúng hướng. Chuẩn bị cho mùa mưa bão năm nay, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành hơn 660 mét kè, cơ bản khắc phục tình trạng sạt lở mũi Cà Mau. Công trình được tỉnh Cà Mau đầu tư gần 40 tỷ đồng, xử lý bằng hai hàng cọc bê tông ly tâm song song cắm sâu xuống lòng biển, đổ đá vào bên trong tạo cho thân kè chắc chắn, đủ sức chống chọi, làm giảm áp lực của sóng biển. Tỉnh chủ trương trồng cây mắm, cây đước bên trong hệ thống kè cơ bản nhằm khôi phục diện tích đất và rừng phòng hộ ven biển Đông bị mất đi khá lớn do sạt lở nghiêm trọng xảy ra liên tiếp trong nhiều năm trước đây. Việc hoàn thành bước đầu hệ thống kè cơ bản này không chỉ là giải pháp cứu nguy mũi Cà Mau mà còn có tác dụng phục vụ khách du lịch tham quan ngắm cảnh đẹp của biển, của mũi đất thiêng liêng nơi vùng cực Nam Tổ quốc. Về lâu dài, tỉnh Cà Mau đã lập xong dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê biển Đông với tổng chiều dài trên 76.000 m, đỉnh đê cao dương 3,2 m, hệ số mái đê 2,3 m. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai thực hiện trong giai đoạn 2012-2014 với nguồn vốn đầu tư xây dựng trên 996 tỷ đồng. Trước mắt, tỉnh kiến nghị Trung ương cấp vốn khoảng 180 tỷ đồng để địa phương tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thành hệ thống kè cơ bản, chiều dài 2.700 m đang bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực mũi Cà Mau. Hội nghị thượng đỉnh Nga Liên minh châu Âu EU lần thứ 29 đã khai mạc ngày hôm qua tại Saint Petersburg của Liên bang Nga với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo EU, dẫn đầu là Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC José Manuel Barroso. Hội nghị là cơ hội để các nhà lãnh đạo Nga và EU bàn về tình hình kinh tế toàn cầu, các quan hệ thương mại và kinh tế giữa Nga và EU, cũng như những biện pháp khắc phục cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Tham dự hội nghị về phía EU còn có đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề năng lượng Günther Oettinger và các quan chức khác của EU. Dự kiến, trong ngày họp chính thức ngày 4 tháng 6, các nhà lãnh đạo Nga và EU sẽ tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính tại châu Âu, quá trình liên kết trong không gian hậu Xô Viết cũng như tình hình tại Syria và Iran. Một phần quan trọng của hội nghị lần này là thảo luận triển vọng hợp tác kinh tế thương mại giữa Nga và EU trong bối cảnh Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cũng như tiến trình liên kết Á-Âu. Các vấn đề then chốt khác trong chương trình nghị sự lần này là hợp tác năng lượng mà theo Nga hiện đang phát triển tích cực, vấn đề chuyển sang chế độ miễn thị thực nhập cảnh ngắn hạn giữa Nga và EU. Moscow đánh giá quan hệ Nga-EU đang phát triển rất năng động và mang tính đối tác chiến lược. EU là đối tác kinh tế thương mại lớn nhất của Nga, chiếm tổng cộng 50% kim ngạch ngoại thương của Nga. Năm 2011, trao đổi hàng hóa giữa hai bên vượt mức trước khủng hoảng năm 2008, đạt 394 tỷ đô la Mỹ. Đối với EU, Nga là đối tác thương mại lớn thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc, chiếm khoảng 9% kim ngạch ngoại thương của liên minh này. Hội nghị thượng đỉnh Nga-EU được tổ chức 6 tháng một lần, luân phiên trên lãnh thổ Nga và EU để đánh giá kết quả hợp tác và trao đổi ý kiến giữa hai bên về các vấn đề thời sự cấp bách nhất. Ngày hôm qua, kỳ họp lần thứ 42 của Tổ chức các nước châu Mỹ gọi tắt là OAS đã chính thức khai mạc tại thành phố Cochabamba, miền trung Bolivia, trong đó vấn đề về vai trò của tổ chức này đối với khu vực trong tương lai được xem là trọng tâm được các đại biểu tham dự thảo luận. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thư ký OAS José Miguel Insunza đã tái khẳng định tuyên bố của mình về tính hiệu quả cũng như vai trò không thể thiếu của tổ chức này, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Mỹ đang muốn chấm dứt sứ mệnh của OAS do những sai lầm và thiếu sót trong hoạt động. Trong khi đó, trong bài diễn văn khai mạc, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã thúc giục các quốc gia thành viên OAS có những hành động thích hợp để tạo ra lợi ích riêng của họ, tránh phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ. Tôi cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để OAS tiến hành cải cách nhằm phục vụ lợi ích của chính người dân châu Mỹ. OAS là tổ chức của người châu Mỹ. Điều đó lý giải vì sao tất cả những lợi ích của châu Mỹ phải được dành cho người châu Mỹ.
Lâu nay, các nước Mỹ Latin thường xuyên chỉ trích vai trò của OAS tại khu vực và cho rằng tổ chức này trên thực tế luôn bị Mỹ thao túng để phục vụ cho lợi ích của Washington. Phát biểu ngay trước lễ khai mạc phiên họp, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino cũng cho rằng OAS cần có những biện pháp cải tổ sâu rộng, hướng tới sự công bằng và vì lợi ích chung của tất cả các nước thành viên. Theo ông Patino, đây là con đường duy nhất để OAS có thể tiếp tục tồn tại. Ngoại trưởng Ecuador nhấn mạnh rằng, với sự trỗi dậy của các chính phủ cánh tả tại Mỹ Latin, OAS không thể tiếp tục hoạt động như hiện nay và cần phải xác định lại những tiêu chí về giá trị của tổ chức này. Chính phủ Ecuador sẽ yêu cầu OAS phải có những thay đổi ngay lập tức trong hệ thống nhân quyền liên Mỹ, trong đó cần phải chú trọng tới quyền lợi xã hội cơ bản của đại bộ phận người dân Mỹ Latin như y tế và giáo dục, đồng thời nhấn mạnh các nước Mỹ Latin sẽ kiên quyết đấu tranh vì những mục tiêu này. Dự kiến trong ngày 4 tháng 6, các thành viên OAS sẽ tiến hành các phiên tranh luận và kỳ họp của tổ chức này sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 6 với việc ra tuyên bố chung Cochabamba. Cũng trong ngày hôm qua, một cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra tại 3 thị trấn của Tây Ban Nha, trong đó 1.700 người dân được quyền quyết định xem sẽ sử dụng ngân sách để tạo việc làm hay để tổ chức lễ đấu bò tót thường niên. Kết quả là những cuộc đấu bò tót đã giành số phiếu áp đảo tại khu vực mà tỷ lệ thất nghiệp lên đến 25%. Tại ba thị trấn Guido de Galisteo, El Batán và Van Rio, khoản ngân sách 15.000 euro đã được tòa thị chính đưa ra trưng cầu ý dân xem nên sử dụng vào mục đích tạo việc làm hay để tổ chức các lễ hội truyền thống. Kết quả, trong hai thị trấn El Batán và Van Rio, lễ hội đấu bò tót thường niên đã giành số phiếu áp đảo với tỷ lệ lên đến 70-80%. Tôi bỏ phiếu cho đấu bò tót vì lễ hội sẽ thu hút rất nhiều người đến đây và đến với các con sá của chúng tôi. Nếu chúng ta không có đấu bò thì chẳng ai đến đây cả. Trong khi đó, tại thị trấn Guido de Galisteo, nơi có dân số già hơn hai thị trấn còn lại, hơn 70% người dân cho rằng nên ưu tiên việc làm hơn là đấu bò tót. Thay vì có đến 3-4 cuộc đấu bò tót, chỉ nên có một cuộc thôi. Chúng ta nên dùng tiền để tạo việc làm cho giới trẻ. Đấy là điều mà chúng ta đang thiếu hụt. Theo giới chức địa phương, ngay cả khi kết quả ngược lại, thì khoản ngân sách đó cũng chỉ tạo được những công ăn việc làm tạm thời, không ổn định. Trong khi đó, lễ hội đấu bò tót lại có thể đem lại những nguồn lợi từ du lịch. Lễ hội đấu bò tót cũng tạo công ăn việc làm cho người dân. Sẽ có rất nhiều chợ tự do hoạt động. Nếu không có lễ đấu bò, thì 8 trên 10 người sẽ không có việc gì làm. Trong 2-3 ngày diễn ra lễ hội, người dân có ngay một chỗ làm mà chẳng phải đi đâu xa. Tây Ban Nha hiện là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong Eurozone. Song những biện pháp thắt lưng buộc bụng của Madrid có vẻ vẫn chưa thể kiểm soát được thị trường và cuộc khủng hoảng nợ, cũng như chiếm được lòng tin của đa số người dân. Điện thoại cảm ứng đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, với người dân xứ lạnh, việc phải bỏ tay ra khỏi chiếc găng ấm áp để sử dụng điện thoại lại gây ra nhiều phiền toái. Một công ty tại Singapore mới đây đã phát minh ra loại găng tay chuyên dụng dành cho người dùng điện thoại cảm ứng. Với nhiều mẫu điện thoại và máy tính bảng hiện đại như iPhone và iPad, tương tác với điện thoại được thực hiện đơn giản bằng cách chạm tay vào màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, khi người sử dụng đeo găng tay trong mùa đông, thì chính phương tiện giữ ấm này lại ngăn cản việc sử dụng điện thoại cảm ứng. Một công ty công nghệ tại Singapore đã cho ra đời mẫu găng tay chuyên sử dụng cho điện thoại cảm ứng bằng việc thêm một lớp bao phủ thứ hai bên trong các chất liệu may găng tay thông thường. Theo đội ngũ nghiên cứu, chính việc chế tạo ra loại chất liệu chuyên dụng là chìa khóa của thành công. Những chiếc găng tay này có kết cấu hai phần, lớp nhiên liệu bình thường ở bên ngoài và một lớp dẫn điện ở bên trong. Chúng tôi sử dụng hai loại sợi để chế tạo ra mẫu găng tay này. Nhờ có lớp dẫn điện, điện năng sẽ được truyền từ các ngón tay tới màn hình cảm ứng. Những chiếc găng tay loại này đã được bán thử nghiệm với giá 49 đô la Mỹ từ tháng 1 năm 2011 và hơn 100 đôi đã được tiêu thụ sau 3 tuần đầu tiên. Hiện chúng đã được bán tại nhiều cửa hàng tại Thụy Điển và nhận được những phản hồi rất tích cực của người sử dụng. Thông tin thú vị vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự đầu giờ của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát vào đầu mỗi giờ.